Chào các bạn, hôm nay tôi muốn chia sẻ với các bạn về một đề tài của công lý. Ý nghĩa thực sự của công lý là gì? Phẩm chất của sự công bình, chính nghĩa, công bằng hoặc đúng đạo đức để duy trì sự công bằng của một chính nghĩa, tính đúng đắn hoặc hợp pháp như một tuyên bố hoặc chức danh. Sự công bằng của căn cứ hoặc lý do để khiếu nại với công lý, nguyên tắc đạo đức xác định hạnh kiểm công bằng. Công lý là gì và tại sao nó lại quan trọng? Công lý đối với nhiều người đề cập đến sự công bằng, nhưng trong khi công lý là quan trọng để hầu hết mọi người, nó có nghĩa khác nhau đối với các nhóm khác nhau. Ví dụ công bằng xã hội là quan điểm cho rằng mọi người đều xứng đáng có các cơ hội bình đẳng về kinh tế, chính trị và xã hội, không phân biệt chủng tộc, giới tính hay tôn giáo. Chúa Giêsu nói gì về công lý? Học để làm điều tốt, tìm kiếm công lý, sửa chữa áp bức, hãy đem lại công lý cho kẻ mồ côi cha và làm đẹp lòng người quá bộ. Hỡi người đã nói với mọi người để biết điều gì tốt lành và những gì không đòi hỏi của bạn, nhưng để làm công lý với tình yêu tử tế và các bước đi khiêm nhường của Thiên Chúa của bạn. Định nghĩa của Đức Chúa Trời về công lý là gì? Các tham chiếu trong Kinh Thánh đến từ công lý, có nghĩa làm cho đúng. Công lý trước hết quan trọng nhất là một thuật ngữ quan hệ. Những người sống trong mối quan hệ đúng đắn với Thiên Chúa, với nhau và tạo vật tự nhiên, là Thiên Chúa công bình và yêu thương. Vì vậy chúng ta được kêu gọi thực thi công lý và sống trong tình yêu thương. Đặc điểm công lý là gì? Không thiên vị, nhất quán, đã đứng vững đi tin cậy. Các nguyên tắc về công lý và công bằng cũng là trọng tâm của công lý theo thủ tục, xét xử và phục hồi. Các nguyên tắc như vậy phải đảm bảo các thủ tục tạo ra các quyết định không thiên vị, nhất quán và đáng tin cậy. Chúa yêu thương công lý không? Bởi vì Đức Chúa Trời là một. Bởi vì Đức Chúa Trời vừa công bình vừa yêu thương, nên công lý và tình yêu về cơ bản không thể tương đồng hoặc khác biệt. Trong tính cách và mục đích của Đức Chúa Trời, gặp nhau đồng ý hoặc chắc chắn công lý và tình yêu được kết hợp trong Đức Chúa Trời. Vai trò của công lý là gì? Là một trong những khía cạnh quan trọng nhất của công lý. Công lý trong lĩnh vực xã hội và đặc biệt trong lĩnh vực luật công và xét rằng khía cạnh quan trọng nhất của chính phủ là soạn thảo những luật tốt nhất để cải thiện đời sống xã hội của công dân. Sự cần thiết kiểm tra mối quan hệ. Công lý trong tôn giáo là gì? Trong thần học luân lý Cơ Đốc giáo, công lý là một phẩm chất hay thói quen hoàn thiện ý chí và nghiêng nó làm cho mỗi người kết cả những gì thuộc về họ. Đối với tượng của đức tín công bằng là quyền của người khác, dù là tự nhiên hay do nhà thờ hoặc nhà nước ban tặng. Công lý đối với Đức Chúa Trời được gọi là đức hạnh và tôn giáo. Công lý đạt được trong xã hội như thế nào? Công bằng xã hội được định nghĩa là công bằng để phân phối của cải, cơ hội và đặc quyền trong một xã hội. Thông thường điều này đạt được thông qua các thể chế hoặc dịch vụ nhằm đảm bảo mọi người có thể tiếp cận bình đẳng và lợi ích của hợp tác xã hội và đề phòng bất bình đẳng kinh tế và xã hội. Công lý trong xã hội của chúng ta là gì? Trong bối cảnh này, xã hội công bằng dựa trên khái niệm về nhân quyền và bình đẳng và có thể được định nghĩa là những cách thức mà nhân quyền được thể hiện trong những cuộc sống hàng ngày của mọi người dân ở mọi cấp trong xã hội. Một số phong trào đang hoạt động để đạt công bằng xã hội. Làm thế nào chúng ta có thể thể hiện công lý, những cách thức đẩy công bằng xã hội hàng ngày? Thứ nhất, truyền bá thông tin. Thứ hai, nghe thêm. Thứ ba, tham dự một cuộc biểu tình. Thứ bốn, xác nhận lại cộng đồng của bạn. Thứ năm, tình nguyện viên. Thứ sáu, hỗ trợ các tổ chức địa phương. Thứ bảy, nhận một chính trị gia. Thứ tám, nắm bắt sự đa dạng. Công lý là gì và các loại của nó? Các loại công lý, khái niệm công lý không cố định vì nó khác nhau ở mỗi người. Giữa quan điểm khái niệm khác nhau của công lý có thể được phân thành một số loại, cụ thể là tự nhiên công lý, kinh tế công bằng, xã hội công bằng, chính trị công lý, luật pháp công bằng,
phân phối công bằng và điều chỉnh công lý. Nhớ subscribe hay đăng ký để xem video kế tiếp. Cảm ơn.